Phương Thúy xin bến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc của buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 307 của bộ tiểu thuyết xảy ký mang tên Thần đi ở rẻ. Tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 307 của Thần Y ở rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sự tàn bạo của tam đảng thiên kiều, đám người tham gia thái vũ hội liền hạ quyết tâm, đồng loạt nhảy lên trên lôi đài, mở nắp bình, uống thuốc. Một lúc sau, liền có hai người ngã xuống đất, chết đột ngột. Thất khiếu chảy máu, làm ướt đẫm một mảng võ đài. Sau đó thì hai người liền học máu tươi, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại thì thân hiện lưu quang, nhưng còn có một người trên thân lại tỏa ra vầng nhật nguyệt cực kỳ nồng đậm tất cả mọi người đều xôn xao trầm trồ kích động đây là có chuyện gì vậy có người không kiềm chế được ngạc nhiên hỏi rốt cuộc người này là uống loại thuốc gì đây vô số người thắc mắc khó hiểu hắn ta rất may mắn là thần dược tăng thêm 50 năm công lực thái vũ thần nữ nhàn nhạt, nhạt mở miệng cho đáp án 50 năm công lực sau mọi người há hốc miệng kinh ngạc còn người kia thì vui sướng cười ha hả không ngừng 50 năm mươi năm năm mươi năm công lực thái thiên long như vậy ai giết ai còn chưa biết được đâu năm mươi năm công lực quá đáng sợ đi mặc dù không phải là trăm năm công lực nhưng bản thân người này thực lực không hề kém cỏi nếu như lại tăng thêm năm mươi năm công lực bên cạnh còn có thêm sự trợ giúp của rất nhiều cao thủ tiêu diệt một mình thái thương long có gì là không thể chưa ngay lúc này, dưới đài liền nhảy lên tới 10 thân ảnh khác. Các vị, chúng ta tới góp sức. Đã có huynh đài tăng lên 50 năm công lực, vậy thì chúng ta liền nhân cơ hội này mà liên thủ với nhau, giết chết Long Thiền Kiều. Nếu như hắn không chết, chúng ta ai cũng đừng mong được sống sót. Liền cùng lên đi! Tiếng hồ hoán vang vọng. Sau đó, những người bên dưới đồng loạt lên đài, cùng lúc uống thuốc, lại có thêm hai người chết và bốn người khác bị phế hết võ công, trở thành phế vật, nhưng dù là như thế thì trên lôi đài vẫn còn có ước chừng 20 cao thủ nữa. Những người này lại còn là những người được tăng thêm công lực, đám người uống hết thuốc, đồng loạt dương cao vũ khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Thái Thương Long. Không khí lúc này chính là tử khí, tốt, tốt lắm, đến đúng lúc lắm ta cũng chính là không cần phải gọi từng tên nhãi nhép một lên nữa. Lũ tôm như cá thối, liền cùng nhau, cùng lúc có thể giết sạch lũ các người. Thái thường lòng không chút sợ hãi, ngược lại càng hống hách, cười lớn hơn. Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. <laughs> Chờ xem, người có thể ngông cuồng được bao lâu? Đám người lạnh nhạt nói, sau đó cùng nhau gào thét. Dương đào kiếm lao tới, đôi bên giao chiến. Bắc Hiên Công Tử chúng ta cũng lên thôi. Di Nguyệt công chúa không ngồi yên được nữa, liền lên tiếng. Khi nãy, ở mật thất, chính cô ta là người đã khơi mào hợp lực tấn công Thái Thương Long. Hiện tại, nếu như không giết chết hắn ta, chờ một lúc nữa Thái Thương Long rất có thể sẽ tiêu diệt cô ta. Nhưng mà bác Hiên Trường thì lại lắc đầu thấp giọng nói. Đừng nóng vội, để bọn người kia tấn công trước đi. Nếu như bọn hắn giết chết Thái Thương Long thì rất tốt. Giết không được thì chúng ta lại từ từ tính kế. Nếu như Thái Thương Long bị thương nặng, chúng ta liền lên đài. Như thế là ngư ông đắc lợi. Còn nếu như hắn ta vẫn rất khỏe mạnh, cô lên bây giờ thì chính là đâm đầu vào chỗ chết đó. Còn phải đợi sao? Di Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Chờ đợi không hề lãng phí. Càng là lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại càng phải nhìn rõ thế cục. Bác Hiên Trường mỉm cười nói. Di Nguyệt công chúa không nói tiếp liếc mắt nhìn bình thuốc trong tay rồi lại hướng mắt về phía lôi đài nhưng chỉ một giây ngắn ngủi ánh mắt của cô ta trở nên sợ hãi hai con người là co rút cực kỳ kinh ngạc chỉ thấy lòng thiên kiều như vậy mà lại hóa chiến thần xông vào giữa hai mươi cao thủ đôi tay biến hóa như trào lửa không ngừng nghỉ điên cuồng chém giết sát khí bừng bừng những người bị hắn đánh chúng trực tiếp hóa thành cho bụi chết mất xác kẻ kia cho dù là thêm 50 năm công lực thì cũng không thể ngăn cản được. Ngược lại, còn bị Thái Thương Long đánh nát một tay. Không phải là đối thủ. Những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Thương Long. Tại sao có thể như vậy chứ? Di Nguyệt công chúa không dám tin vào mắt mình. Viên thuốc của Thái Thương Long không phải chỉ có tăng thêm 30 năm công lực hay sao? Hắn vì sao lại trở nên bất khả chiến bại như vậy chứ? Ta đoán hắn ta đã có chuẩn bị từ trước uống thêm nhiều loại thuốc khác giúp tăng cường sức mạnh bác hiên trường khẽ hít một cái tức giận nói tại sao có thể như vậy chứ di nguyệt công chúa căn bản là không thể chấp nhận được chuyện này thời khắc này thái thường lòng căn bản là không ai có thể ngăn cản nổi gặp kẻ nào thì giết kẻ đó hơn hai mươi cao thủ thế mà chết tức tuổi chết không còn mảnh giáp che thân rất nhanh sau đó trên hòa diệm đài chỉ còn lại có hai người thái thương long và kẻ đã được tăng thêm 50 năm công lực nhưng hắn ta cũng rất thê thảm tứ chi bị thái thương long băm nát cũng là đang dãy chết trong sự đau đớn tột cùng một màn vừa diễn ra trên lôi đài đã khiến cho mỗi một người còn sống sót đều khiếp vía hồn bay phách lạc mọi người đứng nhìn ngây ngốc mặt mày tím tái không còn giọt máu nào Ai có thể nghĩ tới hai mươi cao thủ võ lâm thậm chí còn có người đạt được thêm năm mươi năm tu vi vậy nhưng đều không phải là đối thủ của Thái Thương Long danh sừng tam đẳng thiên kiều quả thực là quá đáng sợ thêm năm mươi năm công lực thì đã sao chứ tính cả hai mươi năm tu luyện mới chỉ có bảy mươi năm tu vi ít ỏi như thế mà lại muốn quyết đấu cùng với ta sao <laughs> thật là nực cười người. Người như thế nào mà lại có thể có bao nhiêu năm công lực chứ? Người kia kinh hãi hỏi lại. Ta so với các ngươi căn bản là khác biệt rất lớn. Các ngươi là một đám vô năng, ngu xuẩn, phế vật. Ngược lại, ta có tố chất thiên tài. Ta tu luyện một năm bằng công lực của các người 10 năm tu luyện. Ta tu luyện hai mươi năm thì liền bằng các người trăm năm tu luyện. Các người, liệu thêm chỗ ta có thảo dược tăng thêm ba mươi năm sức mạnh? Tính ra thì khoảng là 500 năm công lực. Người chỉ có 70 năm công lực. Lấy cái gì để đối đầu cùng với ta đây? <laughs> người kia con ngươi trừng giật lớn, kinh ngạc đến cực điểm. Người ở dưới đài cũng là run lầy bầy. Đúng vậy, Thái Thương Long là tam đẳng thiên kiêu, là thiên tài, sức mạnh vô song. Sẽ là một sai lầm lớn nếu như dùng con mắt của người bình thường để đánh giá hắn ta. Lúc này tiếng vang quỳ gì truyền tới, cao thủ duy nhất còn sót lại trên lôi đài cuối cùng cũng liền bị Thái Thương Long cắt cổ, đá xuống dưới đất, máu tươi phun như mưa, nhuộm đỏ cả người Thái Thương Long, thoải mái, rất thoải mái. Thái Thương Long cười to, đem thi thể của người kia ném đi, hướng về phía những người đứng dưới đài hô to, "Tiếp theo, lên đi, nhanh lên một chút, để ta xem xem thực lực của các người được đến đâu." người bên dưới bị dọa tới mặt mày tím tái, toàn thân run lên bần bật, ai cũng không nghĩ tiến lên, nhưng cho dù là không lên đài thì cũng sẽ bị Thái Thương Long chỉ điểm, ép buộc phải lên đài mà thôi, không có cách nào khác, ai bảo bọn hắn đã chọn thuốc chứ. Bọn hắn cũng ôm hy vọng mà tham gia trận quyết đấu này, tất cả đều hy vọng Thái Thương Long trúng độc mà chết, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ không trúng độc dược mà còn là thần dược giúp tăng thêm thành 500 năm công lực, lần này thì phải làm sao bây giờ? Lên đài là tìm đường chết, không lên đài thì là đứng chờ chết. Nhưng cho dù là chúng ta cùng tiến lên thì cũng chưa hẳn là đối thủ của Thái Thương Long đầu. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người run lẩy bẩy, hoang loạn như rắn mất đầu. Nếu như không ai lên, thế ta sẽ chỉ điểm thái thương long híp mắt ánh mắt trực tiếp hướng về phía di nguyệt công chúa cùng với bác hiên trường di nguyệt công chúa về mặt biến sắc cô ta vốn đã bị thương vừa mới uống thuốc trị thương xong hiện tại lên giao đấu với thái thương long quả thực là lấy trứng trọi đá nhưng ngay lúc này bác hiên trường lại lên tiếng lòng thiên kiều xin ngài bớt giận có thể cho tôi được nói một lời không là di ngôn hay sao lòng thiên kiều cười ha hà Long Thiên Kiêu, xin ngài chớ có hiểu lầm. Vừa rồi bên trong mật thất, tại hạ không có cùng bọn chúng hợp công kích với ngài. Tại hạ cũng từ đầu tới cuối không có dám xem ngài là đối thủ. Bác Hiên Trường khép nép nói. Bác Hiên Trường nói không sai. Từ đầu tới cuối hắn không hề ra tay. Hắn đứng ở bên cạnh quan sát mà thôi. Rất nhiều, rất nhiều người còn không hiểu vì sao hắn ta không động thủ. Hiện tại xem ra, hắn ta đang trừa lại cho mình một con đường lui. Tên công tử này quả thực là quá rào hoạt. Ngươi thật sự không có độc thù với ta sao? Vậy thì tốt, niệm tình ngươi rất biết nghe lời. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Muốn nói gì thì nói đi. Đầu tiên, Long Thiên Kiều đại nhân. Tôi thay mặt Di Nguyệt Công Chúa thành thật xin lỗi ngài. Nói xong, bác Hiên Trường không chút do dự mà liền lập tức cúi đầu xuống, di nguyệt công chúa cũng sững sờ lập tức xoay người cúi đầu nhận tội hiện tại xin lỗi ta sao Hừ, có phải là quá muộn rồi hay không thái thương lòng cười lạnh lòng khiên kiều chúng tôi đã phạm thượng đúng là khó có thể tha thứ dẫu biết xin lỗi giờ cũng vô dụng nhưng vẫn cầu xin ngài tha cho chúng tôi một mạng tôi lấy thân phận là thiếu trù của bắc hiên gia tộc hứa với ngài chỉ cần ngài tha cho chúng tôi một con đường sống tôi hứa với ngài tôi sẽ đem báu vật ra bào, áo giáp vầy rồng dâng lên cho ngài. Bác hiên trường văn này. Cái gì? Áo giáp vầy rồng sao? Thái thường lòng thay đổi ánh mắt, nhìn về phía bác hiên trường thiếu trù hỏi lại. Có thật như vậy không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu như ngài không tin, thì đợi tới khi ngài nhận được thái vũ thần đăng. Liền cùng với tôi trở về gia môn, tôi sẽ tự mình đưa bảo vật ra truyền cho ngài. Bác hiên trường cười nói. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Bắc hiên trường ta càng ngày càng thích ngươi rồi đấy thái thương lòng cười ha hà có thể được long thiên kiêu tán thưởng chính là phúc phận của tại hạ bác hiên trường mỉm cười gió nghiêng đầu ra dấu với di nguyệt công chúa lúc này cô ta mới kịp có phản ứng vội vàng nói long thiên kiêu tiểu nữ khi trước có nhiều mạo phạm thật là đáng chết chỉ xin ngài lượng thứ nếu như ngài đồng ý bỏ qua cho tiểu nữ tiểu nữ xin dâng lên ngài ngọc minh châu bảo vật của Di Nguyệt Cung. Tiểu nữ ở đây lập lời thề, nếu như dám nuốt lời thì liền bị trời đánh. Di Nguyệt Minh Châu sao? Ta cũng rất là muốn. Chỉ e là Di Nguyệt Cung chủ sẽ không đồng ý. Thái thương lòng nở nụ cười, hàm ý sâu xa. Xin ngài an tâm, mẫu thân của tiểu nữ chắc chắn sẽ đồng ý. Di Nguyệt Công Chúa vội vàng nói. Người cảm thấy ta nên tin ngươi và mẹ ngươi hay sao? Thái thương lòng khinh thường nói. Cái này... Di Nguyệt công chúa liền ngậm miệng lại. Ngược lại, bên cạnh bác Hiên Trường lúc này liền cười nói. Lòng thiên kiêu, không cần phải lo lắng. Tài hạ, nguyện đảm bảo, chỉ cần ngài không giết chết công chúa Điển Hạ, Di Nguyệt Minh Châu nhất định sẽ giao cho ngài. Xem ra, ngươi là nhất định muốn bảo vệ con tiện nhân này. Vậy thì tốt thôi, ta cho các người một cơ hội, chờ một lúc nữa. Một người đi lấy bảo vật một người phải ở lại nơi này mang bào bối tới đây ta liền thả các người rời đi người di nguyệt công chúa xem chút nữa là không thể kiềm chế được mà nổi giận cũng may là được bắc hiên thiếu chủ nhanh hơn hồ lớn đa tạ ngài long thiên kiêu đại nhân bắc hiên công tử di nguyệt công chúa thấp giọng nếu như hắn đổi ý thì phải làm sao đây yên tâm đi sẽ không huống chi chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác Bây giờ có thể bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Bác Hiên Trường thấp giọng nói. Di Nguyệt công chúa biết được mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu. Những người khác thấy Bác Hiên Trường dùng bảo bối đổi được tính mạng, liền vội vàng quỳ xuống làm theo. Long Thiên Kiêu, Long Thiên Kiêu, chúng tôi cũng nguyện ý dâng lên bảo vật gia truyền, chỉ cầu xin ngài tha cho chúng tôi một mạng. Long Thiên Kiêu, ngài muốn cái gì thì tôi đều dâng lên cho ngài, van cầu ngài, hãy bỏ qua cho chúng tôi đi. Tam đẳng Thiên Kiêu đại nhân, van cầu ngài, tôi đem hết tất thảy bảo vật đều dâng lên cho ngài. Long Thiên Kiêu, tất cả võ đài bỗng chốc tán loạn, mọi người liều mạng la hét, thậm chí quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin. Thái Thượng lòng cười càng thêm đắc ý, càng thêm càn rỡ. Đồ đạc của các ngươi, lão tử đều muốn, đối với thái thương long mà nói hắn ta chém giết như thế cũng là đủ rồi hiện tại giết những kẻ này thì cũng không được thêm lợi lộc gì cả căn bàn là bọn người kia từ sâu trong lòng đã là vô cùng kinh sợ hắn rồi hắn có thể cảm nhận được điều này hiện tại hắn chỉ cần nhân cơ hội thu lấy hết tất cả báu vật trong thiên hạ là được rồi đám người từ huyền thiên thấy thế sắc mặt liền khó coi tới cực điểm lâm thần y Tôi thấy chúng ta cũng nên đổi cái mạng này đi thôi. Thiên Diệp thần sắc mất tự nhiên đến gần Phan Lâm thấp giọng nói. Chuyện này truyền ra ngoài từ huyền thiên há chẳng còn mặt mũi sau. Người là phó trưởng môn, thế mà Lâm chặn liền bỏ chạy sau. Không sợ người trong thiên hạ cười chê hay sao. Huống chi lần này lại là đoạt lại thái vũ thần đăng. Từ huyền thiên chưa từng gặp đại kiếp này. Người như thế mà không để ý tới suy nghĩ của chúng đệ tử ưa. Thiên Diệp nghe tiếng thở dài. Tôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng ý của tôi là hiện tại, nên đứng yên, chờ Thái Thương Long ổn định lại. Hắn ta hiện có thêm 30 năm tu vi, sức mạnh quá lớn, chúng ta lúc này xuất kích, chưa chắc có thể thắng nổi hắn ta. Chúng ta trước mắt rời khỏi nơi này trước tiên, thần dược của hắn ta chỉ có công dụng trong khoảng một canh giờ thôi. Chờ một giờ đi qua, chúng ta liền chặn giữa đường giết chết hắn cướp lại Thái Vũ Thần Đăng. Như thế không hơn là lên đài liều mạng hay sao? Cái này cũng có thể xem là một kế sách hay. Lâm Thần Y nhẹ dòng gật đầu. Có điều là tôi cảm thấy không cần thiết và như thế. Không có. Không cần thiết sao? Thiên Diệp khẽ giật mình. Lâm Thần Y, ngài... Ngài muốn như thế nào? Bây giờ, liền giết hắn. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Người điên rồi. Thiên Diệp gần như là nghẹn ngào, đám người của Từ Huyền Thiên nghe thấy cũng hãi hùng khiếp vía, nhưng về Hoàng Công lại là hô hào, lão sư của ta vô địch thiên hạ thì sợ gì một tên thái thương long chứ? Phó trưởng môn Lâm Trần bỏ chạy thì có gì là tài ba, cùng hắn đấu một trận mới đáng là bậc anh hùng. Muốn chết, các người đây là muốn chết. Thiên Diệp thất kinh. Lúc này trên lôi đài, Thái Thương Long đem ánh mắt hướng về phía Văn Lâm, nhếch khóe miệng, mỉm cười nói. Sao vậy? Các người không định dâng cho ta báu vật để giữ lại cái mạng của mình hay sao? Dâng, chúng tôi xin dâng. Thiên Diệp vội nói, nhưng mà Thái Thương Long thì lại cười giả là Dâng lên thì sao chứ? Người khác đều có thể dâng. Nhưng báu vật của từ huyền thiên thì tôi không nhận. Thiên Diệp ngơ ngẩn. Long Thiên Kiêu, vì... vì sao vậy chứ? bởi vì lão tử nhất định phải giết chết các người. Nhất là cái tên tiểu tử họ phan kia. Thái thương lòng trong mắt toát lên vẻ căm hận ngút ngàn. Mặc dù lúc trong mật thất, kẻ công kích hắn nhiều vô số kể, nhưng có thể làm hắn trọng thương. duy chỉ có phan lâm và lũ người chết tiệt này, cái chuyện này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Cũng là sự uy hiếp to lớn, cho nên hắn ta nhất định phải giết, nhất định phải đem tất cả sự nhục nhã gột cho sạch muốn đem tất cả sự uy hiếp giết chết hết thiên diệp trầm mặc hắn ta hít một hơi thật sâu khàn khàn nói xem ra trận chiến này muốn tránh cũng không tránh được rồi yên tâm ngài phó trưởng môn ta tự có tính toán phan lầm nhàn nhạt, nhạt nói dù sao thì lăng trường môn cũng tin tưởng ta để ta tới đây nếu như không thể mang thái vũ thần đang trở về há chẳng phải là để mất lòng tin của hắn ta hay sao lâm thần y ngài phải cẩn thận nhiều hơn đó thiên diệp thở dài phan lâm nghe vậy thì gật đầu mang theo vệ hoàng công hướng trên lôi đài mà đi lên đám người này muốn chết thế mà không quỳ xuống cầu xin long thiên kiêu tha thứ sao bọn hắn quả thực là tự tìm đường chết mà nhưng vì sao, vì sao Long Thiên Kiêu không chịu tha cho bọn hắn chứ? Phải chăng là cùng với Tử Huyền Thiên đã có tư thù từ trước? Quỷ mới biết được, dù sao thì chờ một lúc, những người này liền thành xác không đầu thôi. Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đưa ra bảo vật thôi, nếu như chậm trễ, Long Thiên Kiêu giận dữ, chúng ta liền mất mạng đó đám người bàn bạc ẩm mỹ đều giống như là bỏ qua bọn người Phan Lâm hiện tại bọn hắn là an toàn chỉ còn những kẻ ngông nghênh này tự mình không biết quý trọng tính mạng đám người bay lên trên hòa diệm đài xếp thành một hàng dài Phan Lâm đứng giữa hờ hững nhìn Thái Thương Lòng uống thuốc trước đã hy vọng các người không bị độc hại chết Thái Thương Lòng không nhịn được cười nói Chúng đệ tử của tử huyền thiên như thế liền nhìn qua bình xứ trong tay, càng lúc càng lộ vẻ căng thẳng. Nhiều bình xứ đến như vậy, bên trong chắc chắn không phải tất cả đều là thần dược. Kiểu gì cũng sẽ có một vài bình là độc dược hoặc là phế dược. Nhưng bọn hắn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh mà lên đây thì tính mạng đã không còn để tâm đến nữa rồi. Các người không cần phải sợ, lão sư đang ở đây. Có người chúng ta không cần sợ. Vệ Hoàng Công thấp giọng nói, sau đó liền là người đầu tiên mở thuốc, lấy thuốc uống luôn, dược hoàn vào bụng, những người còn lại thấy thế cũng không do dự nữa, tất cả cùng lúc uống thuốc. Người xung quanh toàn bộ đem ánh mắt khóa chặt lên trên người của bọn hắn, lại thấy Vệ Hoàng Công là người có phản ứng đầu tiên, trên người hắn cũng như những người trước, toát ra lưu quang mười phần mềm mại thần kỳ vô cùng, mà những người khác thì cũng đều như vậy dù ít hay nhiều trên thân thể đều có vàng phất lưu quang. Thần dược, chúng ta tất cả đều là thần dược tăng công lực. Quá tốt rồi, lão sư, chúng ta không có ai phải trúng độc chết. Thật sự là ông trời có mắt, ông trời cũng muốn giúp chúng ta mà. Đệ tử của tử huyền thiên mừng rỡ như điên nói. Phía dưới, thiên diệp nhẹ nhàng thở hát ra. Cửa thứ nhất này xem như là đã qua rồi. Vận khí cũng thật là không tồi thế mà không có độc dược. Di Nguyệt công chúa hừ lạnh nói, đối mặt với bọn hắn là Thái Thương Long, không chọn chúng độc dược ngược lại lại là tai họa, bởi vì chờ một chút nữa thôi, bọn hắn sẽ còn chết thảm hại hơn. Thà rằng ngay từ đầu chúng độc mà chết, chí ít còn bớt đau khổ. Bác Hiên Trường cười nói, Di Nguyệt công chúa nghe xong, lúc này cũng gật đầu, người nói như vậy, ngược lại là có lý đó. Chẳng qua, Tầm mắt của bọn người đều đang nhìn chăm chú vào Văn Lâm, bởi vì hắn ta còn chưa có uống thuốc. <laughs> Vận khí tốt như vậy sao? Không sai, không sai. Các người không có bị động chết. Vậy thì trận đấu này liền rất thú vị. Ta sẽ từ từ băm vằm xé xác của các người. Thái thường lòng giữ tợn, suy nghĩ mà cười. Bọn người về Hoàng Công khỏi run sợ một chút. Nhưng Thái thường lòng không có hành động, mà là hướng về phía Văn Lâm nhìn lại tiếp theo đến người đó sao còn không uống có phải là ngươi sợ độc chết hay không phan lâm không nói gì cả nhìn qua bình xứ kia sau đó đem nắp bình mở ra đổ ra bên trong một viên dược hoàn một viên dược hoàn đen nhánh chỉ to bằng cái móng tay tỏa ra một mùi lạ phan lâm gửi qua bỗng nhiên nhăn mặt có chút rung động ngón tay cũng hơi co giật chỉ một thoáng vài ngân châm mảnh như sợi tóc nhẹ nhàng đâm trúng ngực hắn ta những ngân châm này cực kỳ khó thấy, người xung quanh tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Ngược lại là dưới đài thái vũ thần nữ đôi mắt khẽ động lại không lên tiếng. Chờ một lúc không nên hoảng hốt. Lúc này Phan Lâm nghiêng đầu nói, bọn người về Hoàng Công khẽ giật mình. Lão sư, lời của ngài là có ý gì chứ? Về Hoàng Công khó hiểu hỏi. Phan Lâm không trả lời, trực tiếp đem dược hoàn đề vào trong miệng nuốt vào trong mà ngay sau đó thì liền thổ huyết. Phan Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Vệ Hoàng Công và mấy người quá sợ hãi. Không xong rồi. Đúng là độc dược. Lão sư trúng độc dược rồi. Đám người từ huyền thiên đều giật mình kinh biến. Bọn hắn không dám nghĩ. Viên thuốc cuối cùng lại là độc dược. Mà không may lại là chính Phan Lâm chọn chúng. Phía dưới lôi đài. Bắt đầu xôn xao. Vô số người kinh hô không ngừng lại thấy phan lâm thân thể chấn động quỳ dưới sàn nhà hai tay chống đỡ cơ thể không đồ gục không ngừng thổ huyết da đầu truyền màu huyết sắc da thịt như căng da cũng là ứa máu tươi triệu chứng này chẳng phải là trúng độc chết như những người trước đó hay sao là độc dược không thể thoát nổi không may tên này thật là quá đen đùi đi người ở dưới đài hoặc là cười hoặc là tiếc hận từ huyền thiên đều đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía phan lâm là hy vọng duy nhất giúp cho bọn họ có thể đánh bại thái thương lòng nếu như phan lâm gục chết ngay lúc này chỉ dựa vào bọn hắn thì không có khả năng chống đỡ được thái thương lòng lần này nhất định là phải chết lão sư vệ hoàng công tiến lên bên cạnh lâm thần y ngài không có sao chưa đám người cũng lập tức đứng bao vây xung quanh, không ngừng hỏi thăm, nhưng mà Phan Lâm căn bản là không thể trả lời bọn hắn, không ngừng thổ huyết, mà huyết sắc phun ra lại là màu đen, một lát sau toàn thân liền run rẩy, gục ngã trên lôi đài, không có chút động tĩnh, chết rồi sao? Có người hô lên, tại sao có thể như vậy chứ? Thiên Diệp ngã khuỵu xuống đất, trợn mắt kinh ngạc, thật sự là đáng tiếc. Thái thường lòng có chút không nhanh không chậm mà lên tiếng ta còn muốn tự mình tiêu diệt cái tên tiêu tử này, móc tim phôi hắn ta, lột da hắn ra, dóc xương hắn ta. Nhưng chưa từng nghĩ hắn như thế mà lại bị độc chết. Thật sự là vận khí xấu. Hỗn đàn, từ huyền thiên nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau rút kiếm, vẫn nộ muốn giết chết cái tên thái thương long này. Làm sao? Chỉ bằng các người cũng muốn đánh với ta sao? ta muốn giết các người, quả thực là dễ như chờ bàn tay. Thái thương lòng khinh thường cười lạnh nói. Nào, cùng nhau lên đi, ta cho các người cơ hội động thủ. Đây là cơ hội duy nhất mà ta cho các người xuất chiêu, phải biết quý trọng. Thái thương lòng, đừng có cho là chúng ta sợ ngươi. Các sư huynh đệ, cùng tiến lên, dù cho bỏ mình thì cũng nhất định phải cho hắn ta thấy được sự lợi hại của tử huyền thiên kiếm pháp của chúng ta. Người của tử huyền thiên gầm nhẹ, không còn tiếc mạng, chuẩn bị cùng với thái thương long quyết tử. Nhưng vào lúc này, vệ hoàng công thấp giọng nôn nóng quát, "Chư vị huynh đệ, mau dừng tay." Đám người ngơ ngẩn quay đầu nhìn chằm chằm hắn ta, "Vệ sư huynh, người định làm cái gì vậy?" "Chư vị, không nên kích động như vậy, hãy đứng yên nơi này, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Lão sư khi nãy vừa nói, muốn chúng ta không nên hoảng hốt, ổn định ở chỗ này chờ đợi mà." Vệ hoàng công liên tiếp hít sâu, mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ, cực kỳ chấn động, vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ... Người muốn chúng ta tại nơi này bị bức chết sao? Một vị sư huynh nhịn không được mà nói. Ta tin tưởng lão sư. Lão sư nói ra lời này, khẳng định là có tính toán trước. Vệ Hoàng Công cắn răng nói hết lời. Nhìn thấy vệ Hoàng Công, mặt mũi tràn đầy kiên định. Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tin tưởng người chư vị chúng ta ở chỗ này trông coi chờ thái thương lòng xuất kích triển khai kiếm trận tốt triển khai kiếm trận kiếm trận mở đám người la lên lấy phan lầm làm trung tâm cùng nhau tản xa, hóa thành một phòng thủ kiếm trận vùng vẫy dãy chết thái thương lòng khinh thường hừ lạnh lũ các người không dám động thủ vậy thì được thôi ta liền giúp các người thành toàn tiếng nói vừa dứt thái thương long trực tiếp lao tới như vũ bão hắn ta khi thế hừng hừng hướng về phía bên này mà chèn ép tới người của tử huyền thiên đều cảm thấy áp lực đã tăng lên gấp bội nhưng bọn hắn không dám làm loạn chỉ có thể cầm kiếm gắt cao mà nhìn thái thương long đang lao tới muốn chém giết hết một lượt đám người đã không còn đường lui lúc này chỉ có thể dốc toàn lực từ chiến một trận mà thôi nhưng cái kia, dù sao thì cũng là tam đẳng thiên kiều dù sao thì cũng là thái thương long. Không có phan lầm giúp đỡ, bọn hắn căn bản là không biết lấy cái gì cùng với hắn liều mạng đây. Mà bọn hắn vận khí cũng chưa hẳn là đã rất tốt. Rất nhiều người như vậy, nhưng không có ai được tăng thêm mấy chục năm công lực. Người nhiều nhất là vệ hoàng công. Chỉ có tăng lên có 8 năm công lực, nhưng mà cùng với Thái Thương Long so sánh, quả thực là có thể bỏ qua không ít mọi người đừng hốt hoảng từ huyền thiên kiếm thuật tấn công chỉ nghe thấy một đệ tử của từ huyền thiên hét lớn tất cả mọi người lập tức dương giao kiếm trùng trùng điệp điệp phản công ánh sáng từ lưỡi kiếm càng làm cho thanh kiếm trở nên vô cùng sắc bén khí tức ngưng tụ tại đỉnh đầu của mọi người kiếm thuật chỉ dùng để chém giấy mà thôi thái thường lòng mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lớn một tiếng một quyền truy tới kiếm thuật bạo liệt như pha lề nổ tung tứ phía. Chúng đệ tử của từ huyền thiên đều thổ huyết, bị đánh lùi về phía sau, ngã hữu xuống như ngựa đổ. Không một người nào có thể đứng lên được nữa. Không được, thực sự là tranh lệch quá lớn. Lúc đầu thực lực đã tranh lệch, bọn hắn so với thần dược của Thái Thương Long cũng không bằng. Bây giờ thì xem ra đúng là cách biệt một trời một vực. Muốn đối đầu với ta sao? <laughs> Ngoan ngoãn chờ chết đi, làm gì mà phải phản kháng đúng rồi người không biết không có tội kẻ không biết tự lượng sức mình thì quả thực là đáng đời người ở dưới đài ở mỹ diễu cợt liên tục thiên diệp hai mắt đã đỏ lên cắn răng gấp gáp hô lên long thiên kiêu xin ngài hãy thả chúng đệ tử của tử huyền thiên ra tôi nguyện hiến dâng bảo vật đổi lấy tính mạng của bọn họ lão từ không thèm bảo vật của tử huyền thiên các người thái thường lòng híp mắt cười nói mặt khác thiên diệp à ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi hạ mình xin tha thứ ngươi cho là bọn hắn chết rồi ta vẫn sẽ liền tha cho ngươi được bình an vô sự hay sao ngươi thiên diệp hô hấp không thông chỉ vào thái thương long nổi giận thái thương long ngươi đừng có quá vách lối ngươi nghĩ rằng tử huyền thiên của chúng ta sẽ không có người để đối phó được với ngươi hay sao nếu là trưởng môn nhân của chúng ta có ra mặt ở đây thì cho dù có ngươi có là tam đẳng thiên kiều thì cũng một tay liền có thể lấy mạng chó của nhà ngươi <laughs> lăng kiếm phi sao ngươi thật sự cho rằng ta sợ hắn ta sao ta cho ngươi biết cho dù lăng kiếm phi có mặt ở đây ta liền sẽ xẻ thịt hắn thái thường lòng cuồng vọng cười to trong mắt tất cả đều là ngạo nghễ khẩu khí thật lớn đám người lông mi đều nhăn tít lại nếu như quả thật lăng kiếm phi có mặt tại nơi này cùng với thái thương long giao đấu thì ai thắng ai thua liền không thể phân định dễ dàng được chẳng qua là có một chút ngược lại là thật đó chính là thái thương long nếu như muốn đi lăng kiếm phi tất nhiên sẽ khó lưu tình cho hắn ta như thế thái thương long lại càng có lý do không cần phải e ngại trước lăng kiếm phi thiên diệp bị thái thương long làm cho dần tím người nhưng hắn ta cũng không có cách gì khác chỉ có thể trơ mắt nhìn thái thương long đang từng bước từng bước tiến lại gần về phía các môn đệ hắn hận không thể hiện tại xông lên lôi đài cùng với bọn họ chém giết nếu như hắn ta bước lên là làm trái lệnh của thái vũ thần nữ khi chỉ sợ hắn sẽ là người phải chết đầu tiên làm sao bây giờ thiên diệp gấp gáp toàn thân run rẩy hỗn đàn người lại dám xì nhục trưởng môn của chúng ta Chúng ta dù có chết thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này, chúng đệ tử trên đài đều gắng gượng sức lực đứng lên. Tất cả mọi người chừng lớn mắt, tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào người của Thái Thương Long. Các người, các người hồi phục sinh khí rồi sao? Thái Thương Long mỉm cười nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 307 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện vô tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.